Khỏe không cô ấy? Khỏe không? Vui không? Vui không? Câu cá được con nào? Câu cá được con nào? Đi làm. Khỏe không anh Trung? Anh vui không? Anh yêu buồn đấy. Cười đến kia sao buồn được. Em hết việc em đi quay. Chị Hồng khỏe không? Khỏe. Nào lau tay ra nhá. Mấy cái thịt mỡ. Chúng muối làm nhân này. Em mua quân vợt mà. Em mua quân vợt nhưng mà em lựa cái thương cái cũng cái loại mà em lựa cái loại nào rẻ hơn em mua. Nên còn chị mua mấy cái loại mắc này là tiền nhiều lắm. Nó trẻ lắm, trẻ đây này. Đây là khâu trộn đồ các thứ lại với nhau đó. Nhìn giống thịt bò đấy. Xíu hơi xong thì sợ là vô bị giấy. Cứng cái nhân nó bị hồn dây. Con thích làm bánh à? Ăn con ngồi đây đi mẹ chụp hình. Cha thôi bây giờ thôi sợ. Cái này chắc thử bốn tay như vô trộn rồi em ơi. Hai tay hai góc nữa mày. Còn trong, trong mua cái này nè. Để một người nó đổ trong. Trong mua bốn bên mua cho ra cái thịt khôi nó. Dẹp quá. Em lấy 110 lá chanh đấy. Cả hai. Lá cà phê. Thế chị này về chụp ảnh hộ. Anh Tâm cũng bị ốm mà chị. Anh Tâm bị ốm. Tâm nhà giữ người ốm. Người đeo này đấy. Qua đời đó. Chưa có nước đường đúng không chị? Tôi có rượu đau rượu với lại nước hoa. Nước hoa bưởi. Kìa đây. Hay. Rượu nữa. Thì có thằng. Thế bên này. À dạ. Chị để đây đúng rồi, bác em cầm đi cầm. Cảm ơn chị. Ủa còn xương gấp em có bỏ vô không? Có ít bia vào hay đấy. Sao không vậy chị?
Tiêu không ăn được. Có dầu bưởi không anh? Có. À có dầu bưởi. Mình để cái nước hoa bưởi vô nó thơm. À. Ăn được sau cuối cùng rồi tất cả vị hòa với nhau đã không ra cái vị nào. Thấy có nhiều nhân quá, thấy bỏ ít thôi mới đủ ta. Không, 1-7 kg là năng lượng lo. Mới được đầu à. Bây giờ cái này à, mới được đầu á, còn chọn được nữa. Ăn toàn nhân à? Xịt thế nhỉ? Là anh Thành có mỏi mỏi tay để em vào trước giúp. Rồi. Tại cái lúc mà chị nấu nửa đêm cái tới 2 giờ khuya này, cái đứa là tắt đi ngủ không sao. Cái gì chanh ra hết á. Để vậy em để chanh nó không bị trào. Đội của Vũ. Cái giá nó có lẽ. Cái tay chị cũng luôn hết rồi. Có ai mỏi tay không nào? Thôi hai người ra đi, tại vì người mới khỏe hơn. Hết rồi, đây còn một miếng này nữa nè. Thương bóc bóc lại đi. Bây giờ làm gì? Chúng ta là con gọn lại bánh nhé. Cân phải to 50 gram. Cái này phóng được chưa? Chưa chưa chưa. Give me some. I need some more massage. Xin rồi xong đi chị. I remember I have been very nice. Để em gọi bên em cái. Để em gọi bên em cái. Cái bánh đầu tiên quá đẹp. Ăn thử xem ngon không anh? Được rồi. Rồi bắt đầu đi, mọi người làm thôi đi. Rồi. Rồi ai lâu để đây. Đây là cách dập bánh nha, đơn giản đấy. Không được rồi. Được rồi. Đây là lại thôi nó. Con mình để này là quá đẹp. Đây là giai đoạn đang nướng bánh. Chị Hồng này vất vả á, chạy đi chạy lại á. Mọi người đều phải làm hết. Quay. Nè chị khóa đây nè chồng. Em đi cho mẹ. 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 Em đi cho